xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam 2019, FOX Sports ASEAN vừa công bố danh sách 5 cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất 2019. Do chính trang thể thao uy tín này bầu chọn, bóng đá Việt Nam có một năm thành công rực rỡ, khi mở đầu năm 2019 bằng thành tích vào tứ kết ASEAN CUP, cũng như xếp đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 trên ASEAN CUP 2023. Mới đây, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo cũng giành huy chương vàng xí game. FOX Sport Asia dựa trên mức độ đóng góp với đội tuyển quốc gia, U22 và thành tích câu lạc bộ để bầu chọn cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất. Kết quả, Nguyễn Quang Hải chiến thắng khi tỏa sáng với đội tuyển quốc gia, cũng như cùng Hà Nội FC thi đấu thành công tại V-League và AFC Cup. Nguyễn Quang Hải là nhân vật chính đưa đội tuyển Việt Nam vào đến tứ kết ASEAN Cup 2019, cũng như thi đấu nổi bật các trận vòng loại World Cup 2022, FOX Sport bình luận. Quang Hải là một phần của U22 Việt Nam giành chiếc huy chương vàng lịch sử ở SEA Games 30. Dù anh chấn thương và bỏ lỡ các trận knock out ở cấp câu lạc bộ, cầu thủ 22 tuổi cùng Hà Nội FC giành V-League cũng như đoạt cúp quốc gia Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử. Anh cùng Hà Nội FC trải qua những trận đấu tốt ở AFC Cup 2019, chỉ thua 4.25 SC 0 âm 1 trong trận chung kết liên khu vực. Cả ba cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất, theo FOX Sports Asia, đều thuộc Hà Nội FC đứng sau Quảng Hải là Văn Quyết và Hùng Dũng. Top 5 cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất 2019 1. Nguyễn Quang Hải, Hà Nội FC 2. Nguyễn Văn Quyết, Hà Nội FC 3. Đỗ Hùng Dũng, Hà Nội FC 4. Quế Ngọc Hải, Việt Theo 5. Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai